Ngày hôm nay là ngày rất là vất vả của tụi mình. Đây, hai anh em đang xịt chuối nha. Đây, tiếp tục ngày hôm nay lại một ngày chặt chuối rất là mệt mỏi. Thật sự là rất là mệt luôn. Giờ trời đang nắng này. Đấy, rất là mệt luôn, cuộc sống mà. Chỉ những người làm nông ấy mới hiểu được cái này thôi. Toàn là chuối không ở trên núi. Núi nào cũng chuối hết. Nên người ta gọi là làng chuối. Đây, anh này đang khiêng này, rất là khỏe luôn. Giờ anh này đang tập tình này. Ai có nhu cầu liên hệ anh nha. Đấy, đẹp cho ai chưa? Đầy chất đầy xe luôn á. Này còn cả đông á. Đó, bố mình khiêng lá. Hai anh em khiêng. Rồi xếp. Anh khiêng cho em nó xếp. Đây còn đóng này, chưa hết nữa. Đây chắc dư hay là không dư này. Đấy, còn đóng này chưa xếp lên xe nữa. Rất là mệt đó. Ướt hết cả áo luôn. Mới xong ăn cơm. Tiếp tục xếp, xếp xong rồi đi. Chuối là thấy to không? Đó, thấy chưa? À, chuối to không à? Đây. Thấy chưa? Anh ấy đang mệt, anh uống nước ngọt. Đó, và đó là mẹ mình nha. Giờ mình đang... anh ngồi ăn cơm xong mới ngồi. Rồi. Bắt đầu lên núi nè. Đây kìa. Rất là cao luôn cái núi này á, dốc cực kỳ dốc luôn. Thật sự rất là dốc luôn đấy. Do hai cầu nó đỡ hơn, không có tời. Nếu một cầu là chắc phải tời á. Xe này là xe cuối cùng. Xe rất là khỏe luôn. Đó đây kia. Mình sợ là dư luôn. Đấy. Hai chị em này đang chào mọi người này. Nãy mình sẽ dư. Tại mình thấy nhiều. Cuối cùng nó xếp thì được vừa đầy luôn. Hình như là cái số nó không... không bị ấy sao á, còn không ăn sao. Rồi chuẩn bị đi, giờ giải phóng rồi. Đó, hết dốc rồi, chuẩn bị xuống dốc nữa. Rồi tạm biệt anh em nha, mong anh em đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp của mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Video của mình. Chúc các bạn vui vẻ.